Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ giới mọi người dự án đến từ Fota. Để tham gia dự án này đó thì mọi người cần vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mình sẽ làm các nhiệm vụ trên Telegram yêu cầu. Ok, sau khi vào đây bấm cho mình nhé, cho vào kênh Telegram này. Sau đấy mọi người sẽ chat cho mình. Ở đây bấm bắt đầu này. Tiếp theo mọi người follow kênh Twitter, like và retweet lại kênh Twitter nhé. Bấm theo dõi cho mình. Sau đó kéo xuống dưới bài đăng, mọi người like và retweet lại bài đăng này. Ok, tiếp theo quay trở lại Eros. Ở đây mọi người follow kênh Twitter tiếp này. Bấm theo dõi này. Rồi, sau đó quay trở lại. Giao vào kênh Telegram. Bấm tham gia kênh. Tiếp tục quay trở lại do vào kênh group Telegram. Bấm tham gia kênh, đồng thời chat cho người từ đây nhé. Rồi ok, quay trở lại. Mọi sẽ bấm check cho mình. Ok, tiếp theo bấm join Eros. Ở đây bấm submit data. Tiếp theo ở đây nó hỏi là mọi người join vào tất cả các kênh Telegram chưa. Mọi người sẽ bấm don. Follow và retweet là bài đăng. Ở đây một copy profile link kênh Twitter của mọi người, sau đây gửi vào đây. Bấm gửi cho mình. Ok, địa chỉ ví ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ở Trustwallet hoặc là ví MetaMask của mọi người nhé. Mà copy địa chỉ ví Binance Smart Chain hoặc địa chỉ ví ETH. Ở đây mình sẽ dùng địa chỉ ví BSC hoặc địa chỉ ví ETH ở trên ví MetaMask nhé. Copy địa chỉ ví cho mình, sau đấy mình sẽ gửi địa chỉ ví vào đây. Ok, sau khi gửi địa chỉ ví thì mọi người sẽ bấm vào referral link, mọi người sẽ có một cái link red. Ở đây mọi người sẽ bấm buy lệnh check cho dư nhé. Bấm withdraw kiểm tra ngày rút tiền. Với dự án này thì mọi người sẽ chia phô giải thưởng là 10.000 BUSD. Sẽ có 2.000 người may mắn sẽ chia phô giải thưởng này, ok mọi người nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video vừa rồi mà hướng dẫn mọi người dự án đến từ Posta, một dự án khá là tiềm năng. Hình như là dự án trend game mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.